Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay quay một cái video về quốc tế tiếp tục ha. Tờ đầu tiên, Fiji mệnh giá 7, kỷ niệm Olympic. Mẫu này thì vẫn sử dụng được bình thường ha. Có phát quang, bóng kìm do ngân hàng phát hành. Rồi, mặt đây có bảo an. Tờ này bằng giấy cô tông cả nhà. Giá bán là 160.000 một tờ. Olympic, đây, kỷ niệm Olympic. Những cái, đây là huy chương vàng ha. Huy chương vàng soi phát quang lên vẫn có bóng chìm ở những cái huy chương vàng này, nó huy chương vàng nó vẫn phát quang những cái huy chương vàng nha cả nhà. Đây đấy, nó chỉ phát quang huy chương vàng thôi. Mặt bên đây, rồi để coi kỹ hơn, rồi cũng phát quang ha, phát quang nó dạ quang ở những cái này thôi. Nói chung là cũng khá là đẹp. Tờ này 160k Fiji đấy, không biết năm nào, mình cũng không có để ý số năm phát hành ha. Đấy. Rồi tiếp theo Angola 80k một tờ. Tờ này bằng polymer nha cả nhà. Mình giá 200. Angola 80k. Sudan mình giá 20, 40k một tờ. Cái này là Bắc Sudan. Bắc Sudan nó để Sun Sudan nè cả nhà. Giống Bắc Triều Tiên gì đó ha. Hàng này là của Kuni 5.000, mệnh giá 5.000 ha, 90k một tờ. Tờ này khá là đẹp nha cả nhà, mệnh giá 5.000 lận ha. Rồi tiếp tục là Sierra Leone 200k, tờ này thì mệnh giá tới 10.000 lận. Nói chung là bảo an khá là rõ ràng luôn, như bảo an. Cái mẫu này thì anh em có thể mua đèn về tự soi ha, mình là biến soi quá cả nhà. Nói chung mà bóng chìm là hình con cái đầu sư tử ha. Mẫu em bóng chìm khá là đẹp. Tiếp theo là Jamaica, mệnh giá 120.000, tờ này bằng polymer luôn ha. Jamaica. Rồi, tiếp theo cái là của Hy Lạp, mệnh giá 170k một tờ. Mẫu này thì nó để 1978 này, giá tiền xưa quá cả nhà, nhưng mà tiền của Hy Lạp ha, tiền thiệt ha. Rồi tiếp tục cái tờ Honduras mệnh giá 20, tờ này bằng polymer nha cả nhà, 70.000 một tờ, mệnh giá 20. Honduras polymer, nói chung mà tiền polymer khá là mình sẽ giữ được lâu hơn ha. Những cái mà mình giá tiền giấy này thì để thời gian nó sẽ ố, mình phải hàng bảo quản là nó sẽ thời gian được nó lâu hơn thôi, chứ đây vẫn bị ố ha. Ecuador 70k mệnh giá 5.000, mình sợ quên giá thì mình mới dán giá ở trên này để dễ nhớ thôi cả nhà. Rồi Queensland, rồi không biết nước nào luôn, Queensland ha. Nói chung là bảo an cũng khá là ok, ổn định. Queensland là cái nước nào? Rồi cái này nói chung là bảo an cũng có phát quang à, mặt sau nó để phát quang số 10. Seri thì nói chung là seri phát quang là ok, khá là chuẩn. Tiếp tục 70k một tờ, tờ này là của Sudan, Nam Sudan, mệnh giá 70k. Nam Sudan ha, cái kia nãy là Sun Sudan, là Bắc Sudan gì đó. Nói chung là mình chỉ biết thoáng thoáng như vậy thôi. Tiếp tục là cái tờ này là của Sudan luôn, mệnh giá 10 à, cái hàng này là mệnh giá 5, hàng này mệnh giá 10 ha, 80k một tờ. Nói chung là bảo an cũng khá là đẹp ha, tờ này khá là ok. Bóng chìm là cái đầu con chim cả nha, cái đầu con chim ha, cái đầu nó có để số 10, 80k một tờ. Rồi tiếp tục 250.000 một tờ, mệnh giá 10.000 tỷ của Zimbabwe, tiền thật nha cả nhà. Đây có bảo an phát quang bóng chìm, seri thì phát quang. Mẫu này seri đen thì nó sẽ không phát quang đâu, seri có màu nó sẽ phát quang ha. Nói chung là bảo an mặc bên đây để soi thử coi coi cái tiền thiệt này nó sẽ có phát quang ha, seri phát quang luôn, mặt sau cũng phát quang. Nói chung là mặt sau những cái mặt này là phát quang hết nè. Đấy, tiền thật thì nó dễ phân biệt hơn chút xíu. Đa số là tiền nước ngoài á, nó dễ phân biệt.
dễ phân biệt, y chang tiền Việt Nam mình thôi, nó cũng có bóng chìm, có phát quang này nọ luôn, không có khác gì hết. Tờ đó 250, 10.000 tỷ luôn. Brazil. Brazil ha. Israel chứ, không phải Brazil, lộn, đọc lộn nha cả nhà. Không rành lắm. 100k mệnh giá 50 Israel. Ở những cái bộ 100 nước thì sẽ có không có một số loại trong đây ha. 100 tờ 100 nước, anh em nào mua thì có thể nhắn qua tàu cũng được. Iraq nè. Mệnh giá 50. Có 20.000 thôi. Iraq này chắc Iraq mới ha. Iraq hàng cũ thì cái tờ tiền nó to lắm cả nhà. Malawi có 30.000 à. Malawi mình giá 100 luôn ha. 30k thôi. Rồi, nữ hoàng Authority Cayman Island ha. Cái này để chữ Cayman Island. 130k một tờ. Cayman Island. Ở cái này Authority gì là cái gì á, không rành lắm. 1 đô la. Cái thôi Cayman ha. Nói chung bảo an cũng khá là ok. Bóng chìm hình con rùa. Cái nước này chắc cái vùng vịnh hay sao, nó là chữ Cayman Island. Nói chung là cái nước này cũng ít người nhắc ha. Tiếp đến là Hồng Kông, Macau. Cái này là tiền của Macau nha cả nhà. Macau ha. Mẫu này thì 80.000 một tờ, hình con lân. Mẫu này là mẫu mới ha, kỷ niệm, vẫn sử dụng được bình thường nha cả nhà, kỷ niệm. Cái này kêu bằng cái gì á, mùi bát cát gì nè, không rành lắm cả nhà. Hình con lăn khá là đẹp, bóng chìm là hình hoa sen, có 80k thôi. Chung anh em nào thấy rẻ thì anh em mua ha. Rồi tiếp đến là mệnh giá 20, 120.000, cũng vậy luôn, cũng hình con lăn và bảo an khá là chắc chắn. Mặt sau thì không biết cái gì hết, bóng chìm thì cũng cũng giống như thằng kia. Nhưng mà cái tờ này nói chung là cũng đẹp ha. Cái tờ này bảo an khá là sắc. Rồi cái loại Nhật thì chỉ còn 60k một tờ. Nhật ha, 100 yên. 60k, mẫu này 100 yên nè. Rồi, tiếp đến là 130.000. Chưa nha, không biết tiền gì nhưng mà bảo an bóng chìm phát quang khá là đẹp luôn, chiếu 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 khá là đẹp. Nói chung là tàu này phải coi như vậy nè, ăn gì ta, không rành lắm nha cả nhà. Mẫu này là không biết nước nào. Ở đây là nó có cái lá cờ của nước đó nè. Rồi mới tắt video để tìm hiểu cái hàng Kazakhstan, mệnh giá 1.000, 130.000 một tờ. Kazakhstan ha, mệnh giá 1.000. Những cái mẫu này là có phát quang khá là đẹp. Kazakhstan nha cả nhà. Không rành lắm cho nên phải tắt lên tìm hiểu thôi. 60k. Cái này là mệnh giá 50 Syria. 50 pound. 50 pound ha, nó để chữ pound nha cả nhà. Tàu này nói chung là cũng khá là đẹp á. Màu đẹp lắm, màu đẹp thôi, màu nó sắc nét. Rồi tiếp đến là Pakistan, mệnh giá 75, 40k một tờ. Mẫu này thì hồi đợt trước hình như có mệnh giá 25, 35 gì đấy. Nhưng mà cái này là 75, 75 năm. Cái này là chắc tiền kỷ niệm của Kazakhstan. Mẫu này là cũng của do ngân hàng phát hành. Những cái mẫu lưu niệm á, kỷ niệm á, nó vẫn có sử dụng được nha cả nhà. Cái số 75 này nó vẫn có phát quang bóng chìm ha. Rồi Argentina mệnh giá 50. Để có cái tờ này đẹp nha cả nhà, đẹp ha. Nói chung là cái tờ này á, nó có hình con chim ha, con chim không rành lắm nhưng mà giá tới 100k một tờ, mệnh giá 50. Rồi Seychelles mệnh giá 10, 100k luôn nè. Seychelles ha, cái này bóng chìm là hình con rùa cả nhà. Tiền xây trên bóng chìm là hình con rùa ha. Nói chung anh em có thể là mua những cái đèn để mình về mình soi cũng được ha. Kenya mệnh giá 20, 150k một tờ. Cái hàng Kenya này nó mắc ha. Chỉ có cái loại này anh em lưu ý ha, chỉ có đúng một tờ duy nhất thôi,
nếu mà anh em nào đặt trước thì có trước ha. Nói chung là lâu lâu mình lấy lái thì lái nó chỉ còn đúng một tờ duy nhất thôi, một đạn sư tử luôn, có bảo an ha. Bóng chìm là cái hình con cái đầu sư tử ở mặt bên đây nha cả nhà, bóng chìm là cái đầu sư tử luôn, khá đẹp, ken da nhưng mà nó hơi mắc ha, 150. Còn một số loại mắc hơn nữa, mấy trăm ngàn một tờ, cả triệu một tờ cũng có, nhưng mà mình không không có lấy bán được tại vì nó hơi quá mắc. Với anh em chơi những cái mảng tiền thì nói chung là mình biết anh em bên cái kênh này thì chơi chơi những cái loại thì giá phổ thông thôi, tờ này bằng polymer nè, những cái loại giá cả triệu với mấy trăm ngàn thì nói chung là giá cũng cao, khó bán lắm, cho nên mình không bán ha. Tờ này là của nước Mauritius gì nè, mình giá 25, có một tờ duy nhất thôi, 90k. Những cái mẫu này thì mới nhiều nè, Billy, đợt trước thì nó hết nhưng mà đợt này nó còn lại rồi ha, 120k. Của cái mẫu này như mình ghi rồi thì phải 150k nè. Namibia mình giá 30, polymer ha. Argentina mình giá 20, 70k. Hồi nãy là cái hình con gì mình giá 50 là con chim, này mình giá 20 thì con lừa. Nói chung là thằng Argentina này nó mới mới ra cái mẫu tiền này nó hơi bị lạ lạ ha. 70k một tờ. Mệnh giá 100 Argentina ha. Rồi, con nào là cái bóng chìm của con đó luôn. Bóng chìm của con cũng y chang cái đầu này luôn. Cái này chắc cũng vậy quá, không để ý ha. Đúng rồi, bóng chìm hình con lừa. Là cái hình con lừa luôn cả nhà. Mới phát hiện luôn. Mình mua mình cũng chưa có kịp coi nữa. Để soi thử ha. Chung là bảo an cũng khá là ok nha cả nhà. Tiền mà có bảo an mặt sau thì nó chỉ series phát quang nè, sau nó cũng hiện lên những cái mẫu này thôi. Nói chung là những cái loại của thằng này thì khá là đẹp, tuy nhiên không có bằng cái tờ của Campuchia. Mình thấy cái tờ Campuchia phát quang là nhiều nhất, bảo an phát quang cực kỳ tốt ha. Rồi Argentina mình giá 5, loại này thì mình giá nhỏ cho nên nó rẻ ha, 40k một tờ. Guatemala mệnh giá 1 phần 2, 70k. Guatemala nhiều nước mình đọc không ra cả nhà, 70k một tờ ha. Bolivia 160k. Tờ này nói chung là cũng khá là ok. Bữa nào tại mình để vô trong trong cái phơi ni lông nó hơi bị khó quay cả nhà, nó hơi bị kỳ kỳ, nó chiếu chói á. Tờ này có hình con cá sấu phía sau, nói chung là cũng khá là được nhưng mà nó hơi bị mắc nha, 160k. Bolivar mình giá 10, 100k. Hồi nãy là 160 mình giá 20. Nói chung là phát quang bóng chìm cũng khá là ok. Bolivar này chắc mẫu mới quá, cái mẫu đợt trước thì nó là cái mẫu cũ ha. Mặt sau là con chim, nói chung con chim còn phát quang được. Rồi tờ này rất là quan trọng, lấy được đúng 2 tờ, nói chung là cũng có 2 tờ thôi, còn thêm nào mua thì mua thôi. Cái này là giống của công giáo ha, cái cổng của công giáo nha, nha. Tiền này thì để lát nữa mình coi coi tiền gì. Đây bảo an khá, cái này bảo an khá là đẹp luôn, bảo an trên cái con chim này cũng có phát quang nè, rồi cái hình dọc này cũng có luôn nè. Rồi mặt bên đây là cái này tiền của công giáo gì nè, nói chung là bảo an khá là đẹp. Mình không để ý là cái lát nữa mình đọc cái nước nha cả nhà. Armenia ha, Armenia ha, cái nước gì nó hơi khó đọc tại vì cái hồi nãy mình không để ý ở cái phần bên đây là nó có cái tiếng Anh ha, Armenia nó có phiên dịch, nó có cái chữ phiên dịch bên hông. Mẫu này 2017 nha cả nhà, nó để 2017 ha. 2017 thì chắc mới mới phát hành đây cũng không có lâu. 220.000 một tờ, mẫu này thì còn đúng hai tờ thôi. Tờ mình đang quay dưới tờ còn ở trong cái thùng ha.
Rồi tiếp đến là 1.000 Ý Italia, này của Ý ha, kêu Ý cho nó ngắn gọn, 80k một tờ cả nhà. À, mình có ghi chú nè, nhiều lúc mình không biết ha, mình có ghi chữ Ý ha, Italy là Ý ha, mình giá 1.080k. Rồi tiếp theo thì những cái mẫu cũ thì mình có quay đợt trước, mình cũng hết hàng, có rất là nhiều anh em hỏi ha. Những cái mẫu này thì hàng đã về rồi nè, đó những cái mẫu này là hàng về rồi nè, hàng này là của đây, cái này là 60k nè. Đợt trước cũng có nhiều anh em hỏi nhưng mà không có hàng ha. Hàng này cũng 60k nè, Solomon 140, cái mẫu này thì còn nè. À cái hàng này cũng còn luôn nè, 130k Saudi Arab Saudi ha, mẫu này bằng polymer nè, 130k. Hôm bữa có ai hỏi nhưng mà hết hàng. Mocambi này cũng còn nè, 50k nè. Tàu này thì 80k lận, cây sắp tăng gì nè. Uruguay mẫu này thì 50k nè. Wanda, những cái mẫu này được trước mình hết ha, cho nên anh em thông cảm, đợt này mới về nè, anh em mua thì nhắn tèo lại chút xíu ha. Cái này là của Jordan, 90k một tờ. Gambia này cũng có nè, 60k nè, mẫu polymer. Đấy, Cuba bằng giấy nè, 40k, có hình ống tre gì nè. Đó những cái mẫu này là 50 nè. Còn tiền quốc tế anh em muốn rẻ thì nói chung là đợi kỳ sau ha, mình sẽ quay những cái mẫu 10.000, 20.000 tờ thôi, 20.000 tờ đi, bán tờ cho anh em lựa cho nó dễ. 10.000 thì có mua 10 tờ, 20 tờ. Rồi cái mẫu này thì 50k, Kenya 50, Honduras Bahamas 60, Israel 50, Guinea 60. Cái mà cái này hình như được mình có quay ở những cái video rồi nhưng mà đợt trước là cũng hết hàng cho nên mình mới lấy thêm nè. Anh em hôm bữa có nhắn mình thì nhắn lại giúp tèo hết. Rồi ở cái mẫu Fiji này thì chỉ còn được có mấy tờ thôi, anh em mua mua thì mua ha, nói chung là cũng không còn hàng nữa. Cái mẫu này là cái mẫu khá là lâu rồi, cái thời mà cái nước này Fiji này nó đập cúp, nó in lên tiền kỷ niệm luôn ha, do ngân hàng phát hành. Những cái mẫu Olympic này hôm đợt trước là được huy chương vàng nè, nó in nè. Cái loại này thì cái mẫu này nó còn được có mấy tờ thôi. Đấy, Fiji mình giá 7. Rồi, xin chào tạm biệt anh em nha. Đi tìm đâu mua tiền chưa thật đây, giá vừa rẻ chất lượng lại ngất ngây. Ghé subscribe Tony tại quê lóc, nhiều ưu đãi khuyến mãi thật mê say. Nhanh tay chốt trong tay là hết đấy, bán vui thôi lời lỗ gì tầm này. Bán vui thôi lời lỗ gì tầm này. Bán vui thôi lời lỗ gì tầm này. Bán vui thôi lời lỗ gì tầm này.